chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Thằng Mập Food Mập nha. Cả nhà hôm nay cả nhà thấy trên mạng có cái bánh kem không cả nhà? Hôm nay là sinh nhật của anh Mập. Hôm nay sinh nhật của Mập nha cả nhà. Với lại hôm nay là sau một thời gian mà thuyết phục từ giờ Mập á nha, bả khó lắm nha cả nhà. Hôm nay cả nhà thấy cái mặt bả khó không cả nhà? Đó, hôm nay là vợ Mập lên quay với Mập nha cả nhà. Đó, hôm nay có lẽ là một ngày sinh nhật rất là đáng nhớ trong cuộc đời của Mập luôn. Đó, thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ hai chồng Mập để có những cái clip mà sau này và sau nữa nha cả nhà. Đó, hôm nay mới lên em có gì muốn nói cả nhà không? Hôm nay là lần đầu tiên lên kênh của anh Mập, mong là cả nhà sẽ yêu mến hai đứa mình. Đặng có những clip sau cả nhà, dù muốn khóc luôn ạ. Nếu như mà mình không quay, nếu như mà mọi người không yêu thích, ít xem thì anh Mập sẽ cho mình biến nha, không còn xuất hiện trên kênh này nữa. nói vậy thôi chứ ai cũng vậy cả nhà, mới hồi đó Mập cũng vậy nữa. Có lên chào không á mà cả tháng trời luôn, ngày nào cũng vậy trơn, cứ chào là cả nửa tiếng hồ á. Nhưng mà hôm nay á, vợ Mập á, vợ Mập tên Kim nha cả nhà, bé Kim nha. Bé Kim á, mới lên á thì như vậy là cũng rất là dạng rồi đó cả nhà. Đó thì hôm nay thì nhân dịp sinh nhật của Mập nha, rồi lần thứ 29 nha cả nhà, rồi mừng vợ Mập lại xuất hiện lần đầu trên kênh của Mập luôn. Đó thì hôm nay Mập với lại vợ Mập, hai chồng Mập rồi với lại cả nhà ăn sinh nhật của Mập nha. Đó thì mời cả nhà ăn bánh sinh nhật với Mập nha. Đó thì cái này là có cái bánh sinh nhật nè, để giờ hai vợ chồng Mập cắt ra. Để coi nãy mình có đem cái dĩa ra nè, cắt chừa mẹ một mẹ của Mập thích ăn bánh kem lắm cả nhà, nên Mập cắt ra nè, em cắt ra đi, cắt ra chừa mẹ trước rồi hai vợ chồng mới ăn nha cả nhà. À, cái bánh kem này thì cũng cũng vừa vừa ha, cũng bự. Thì cả nhà xem vợ Mập hồi đó giờ cả nhà xem Mập thì nhiều rồi, hôm nay cả nhà xem vợ Mập thì có gì cả nhà góp ý nha, để mai mốt còn hoàn thiện hơn nữa cả nhà. Có gì cả nhà không không thích hay là cả nhà thấy có dễ thương hay gì đó cả nhà nói, để mai mốt vợ Mập biết, vợ Mập phát huy, còn cái nào yếu thì vợ Mập chỉnh sửa. Đây chờ mẹ đi, đây này, để đó đi, để đó rồi. Cái này là hai vợ chồng quốc kia. Hôm sau có bánh mì nha, hôm nay bánh mì mình ngủ, hôm nay bánh mì ngủ rồi. Rồi mời cả nhà ăn với hai chồng Mập nha, mời cả nhà nha. Với lại hôm nay có ly trà sữa nữa nè cả nhà. Mai mốt với Kim dạng rồi xong cái mai mốt hai đứa làm trò này trò kia chứ hôm nay còn ghén lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà nha, vô hôm nay chúc mừng sự xuất hiện của đại gia đình Mập nha, hôm nay là đầy đủ hết rồi đó. Nè, uống trước đi, nóc nhà uống trước đi. Thôi thôi anh bự nấu. Mời cái gì nha. Bánh kem này nãy là nhân gì ta? Để lại nói đi. Ăn đi. Ăn đi. Ở nhà ai cũng thích ăn bánh kem hết trơn cả nhà. Nhưng mà anh Mập thích ăn bánh bông lan á mọi người. Chừa kem này lại cho người ta. Trời, thôi ăn hết luôn chứ. Ở nhà vậy chứ hai đứa vui lắm nha. Hai đứa vui lắm. Nói chuyện nhiều khi á, đôi lúc rồi cũng có kêu mày tao luôn á, thấy ghê không? Rồi nhiều lúc thì hứng thì kêu anh em nữa ha. Nhiều lúc mà tình cảm á cả nhà, kêu vợ chồng luôn. Rồi nhiều lúc bạn với tôi ha, xưng bạn xưng tôi rồi giống như hai đứa bạn vậy đó. Muốn hết kêu cái nào kêu à. Em ăn được nhiêu em ăn nha, còn nhiêu anh múc cho. Hôm nay múc bằng hết nguyên cái bánh kem luôn. Ừ.
Ngon ngon, bánh kem ngon nè. Mai mốt á, có vợ Mập rồi, thì vợ Mập sẽ nấu, còn Mập sẽ ăn. Vợ nấu chồng ăn đó nha. Còn ngược lại, ví dụ như hôm nào vợ Mập nấu thì Mập ăn, còn hôm nào thì Mập ăn vợ Mập nấu vậy cả nhà. Ngược lại vậy đó. Mấy cái bánh như này cũng được quá. Bánh này ăn đúng không? Bánh này. Rồi rồi nó nói ngọt. Là hôm nay có bánh mì quay nữa. Mà để hôm sau. Cái gì vậy? Chúng cái gì thế vậy? Không biết ăn kem ăn bánh bông lan đi. Để anh ăn kem chưa? Ăn kem thì mập lắm á. Chê tôi thì nghe chữ mập rõ ràng thế nào. Hồi bữa hôm trước đó cái nhà Mập có lên Mập tâm sự đó, Mập nói là lý do là sao mà giờ Mập không xuất hiện á, thì sáng hôm nay em nói luôn đi là em bữa em nghe mà mọi người nói này nó kia vậy em có buồn không, rồi sao hôm nay em xuất hiện á, nói đi. Nói thiệt được. Ừ, nói thiệt đi. Có gì đâu, thì mình lên đây, mình đem con người thật mình lên đây thôi. Em bữa nay, hôm nay là em đem con người thật em lên đây, mai mốt em cũng y chang vậy. Chứ đừng có mà lên đây, anh hồi xưa giờ anh không có diễn thì em cũng vậy không ý. Là mọi người, là YouTube của anh Mập á, thì anh Mập quay á, mình ít đọc comment á. Tại vì có nhiều cái tiêu cực á. Đọc chứ chết lắm nên không có đọc. Hôm nay mà chị quay với anh Mập là do sinh nhật của anh Mập nên muốn tặng cho anh Mập một món quà bất ngờ. Ủa, chứ nãy em nói mà anh nói kênh anh dạo này là dở rồi nên em quay em chém kênh lại mà. Kênh của anh Mập là dở rồi. Nói chơi dạo này anh biết sao cả nhà, bữa giờ cái kênh của Mập á giống như là nó cũng dần dần nó chán rồi cả nhà, giống như là bữa giờ cả nhà cũng sao ta không có dành thời gian cho Mập nhiều quá mà cũng thấy vậy đó. Cái bây giờ bánh mì thì bây giờ bánh mì cũng biết ngồi rồi, cũng được hơn hồi lúc nhỏ thì mình phải chăm sóc phải tỉ mỉ, còn bây giờ thì bánh mì cũng lớn rồi cả nhà, biết ngồi rồi, cũng biết nghe đồ kia, mình kêu này cái kia thì được, nên bây giờ vợ Mập cũng dành thời gian ra một chút để vợ Mập quay với Mập. Rồi mai mốt thì kênh của Mập có hai vợ chồng rồi thì sẽ cùng nhau gây dựng kênh cho nó phát triển mạnh hơn nữa nha cả nhà. Nên là Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập với lại vợ Mập để mai mốt hai vợ chồng Mập sẽ ra những cái mà nội dung thú vị hơn nữa nha cả nhà. Mong là cả nhà sẽ không bỏ Mập nha. Bây giờ có vợ Mập nữa nè. Cả nhà cái gì càng phải ủng hộ gấp đôi hai chồng Mập nữa nha. Tại vì trước giờ thì Mập cũng thấy là nhiều bình luận lắm, là cả nhà giống như 1.000 bình luận đi là hết 850, 900 bình luận là kêu vợ Mập xuất hiện, có khi bình luận mà kêu vợ Mập xuất hiện lên top luôn nữa. Thì hôm nay là ngại gì vợ Mập lên, vợ Mập lên rồi cả nhà. Hôm nay mừng quá trời, phấn khích quá trời luôn. Khóc thì thôi khóc thì khóc bà. Thì ngại gì hôm nay vợ Mập lên cả nhà, không ủng hộ Mập đúng không nè. Uống miếng nước nè, ăn bánh tiếp nè, hôm nay vui quá cả nhà. Mong là mình mốt em đừng có chở quẻ mà em nghỉ ngang nha. Sao ta làm bơ mốt á phải nhờ cái tần suất mà vợ Mập nấu để mập ăn á, hai vợ chồng Mập ăn cùng ăn á sẽ nhiều hơn. Còn lúc trước giờ thì cái độ mà nấu ăn á nhà
thì sẵn hôm nay Mập nói luôn, thì cái đoạn mà nấu ăn á, thì vợ Mập ngại xuất hiện á, nên không có quay được vợ Mập, nên cái thành ra cái mấy cái đoạn đó nó kiểu như nó bị sơ sài quá đó nha. Thì mai mốt hai chồng Mập sẽ chỉnh chu cái đoạn đó hơn, sẽ dành ra một cái đoạn để mà mình chế biến món ăn luôn à, nha. Thì dự định là như vậy, còn mai mốt là làm thì sẽ làm sao cả nhà, nếu mà làm được thì tốt, còn nếu mà không làm được thì mình sẽ phát huy dần dần lên hả. Phần trước giờ không có thời gian nên mua hoài, với lại thấy cái hoài nó ngon, nó tiện hơn, nhiều khi mình order một cái nửa tiếng 45 phút là có món ăn rồi, về mình set up cái mình ăn thôi hả. Còn bây giờ thì hai vợ chồng thì nấu thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà vậy thì nó sẽ thú vị hơn đó cả nhà. Đó, Mập Mâm là cả nhà sẽ ủng hộ nha. Ăn hết không? Ăn hết rồi. Trước đó thì cũng có nấu ăn, nhưng mà từ khi xanh bánh mì á là không có nấu nữa mọi người, hay mua lắm. Với lại anh Mập làm chỉ có một mình à, không có ekip như người ta, hoặc là người ta ít gì thì cũng có một hai người làm chung, còn anh Mập chỉ làm một mình, tự ảnh set up, tự ảnh quay, rồi xong rồi tự ảnh làm clip, rồi tự ảnh edit luôn, nên là ảnh không có thời gian, nên bởi vậy ảnh hay mua á mọi người. Còn thiếu nữa, tôi còn bán đồ rồi đó, à, chạy sơm bán đồ, bán đồ ăn của ảnh, rồi ảnh đi giao hàng cho mình nữa. Rồi nhiều khi có nấu á nha, thật sự luôn à, có nấu luôn á, giống như là mấy bữa mà nấu đem lên cái quay cái đoạn đầu thôi, chứ không có thời gian mà, tại vì biết không, quay nấu ăn rất là kỳ công luôn, nhiều khi mình quay 3-4 tiếng đồng hồ mà edit lại chừng còn chừng 30 giây á, có nhà tôi không? 1-2 phút, edit là 1-2 phút, 3-4 tiếng đồng hồ luôn. Trước khi xanh bánh mì là khoảng năm ngoái là làm là có nấu ăn nhiều lắm luôn á mọi người. Ở lúc bên nhà cũ á là mọi người thấy bàn tay nhỏ nhắn là của mình. Lúc đó mọi người tưởng anh Mập chưa có vợ. Có à, hôm nào hai đứa giận nhau á nha. Hai đứa giận nhau á là tự Mập nấu luôn. Mà mấy cái có khi Mập nấu thì có trúng mấy món thì cũng ngon nha. Rồi có khi Mập nấu thì cũng ủa dừa ơi đó, mà quay lên thấy cái rồi ơi ăn không nổi luôn cả nhà, là nhiều khi cũng có mấy clip bỏ luôn á. Có bữa giống như là bữa hai đứa làm về cái mệt quá, vợ mập mệt quá, nhưng mà hôm đó Mập kiểu như Mập cũng đang đói á, sẵn có nguyên liệu luôn rồi nấu cái bữa đó là làm gì đó, mì cay, ố mì mì xào á cả nhà. Có không? Có cái làm à mì xảo bóng tay, có bữa từ từ làm mà trời, bên nhà cũ anh đó không? Thôi mà coi như bây giờ đó nha, nhưng mà từ giờ có em rồi. Anh mà nói xạo em bất phốt anh ấy. Làm như mình hay nói xạo lắm mà thôi, cả nhà bây giờ coi như là từ đây trở về trước coi như xé nháp đi, bây giờ là thay đổi nha cả nhà, thay đổi từ nội dung tới cái cách làm ha, rồi tới cái cách mà tương tác ở trên kênh luôn hả. Mai mốt là sẽ có nhiều sự thay đổi cho cả nhà, chứ hôm nay là thấy là kênh hơi bị chán rồi đó. Tội nghiệp anh Mập lắm cả nhà ơi, tất cả mọi việc đều tự anh Mập làm hết, cho nên cả nhà thông cảm cho anh Mập nha. Tội nghiệp lắm, Mập nhưng mà giỏi lắm mọi người ơi, chứ không phải mà Mập mà ù lì đâu, giỏi lắm. Nói là cây có người không hiểu, nói mèo khi mèo dạy đuôi nó chết luôn á nha. Mà xem kênh có người lớn trong nhà nó mà đâu dám nói láo đâu mọi người. Đúng rồi cả nhà, nói láo xấu hổ lắm mọi người ơi. Cái này Mập nói thiệt á, đâu phải là mấy người mà bằng tuổi mình xem không đâu, có mấy người lớn. Bữa Mập có đọc một cái comment là nói là nhiều khi vậy rồi có mắc cỡ với bên vợ không, mà thật sự là không có mắc cỡ cả nhà. Nhiều khi Mập thấy là ủa mình có làm gì đâu, mình làm đúng mà, rồi mình làm thấy cũng được mà ta, có gì đâu mất cỡ, thấy cũng vui mà. Đó, nên mình suy nghĩ vậy cả nhà. Có người giống như là bên vợ Mập ha, là mấy người lớn tuổi thông nha, rồi bên ngoại vợ, nội vợ này ha, rồi bên mình nữa, còn mấy người lớn tuổi thông mình đâu thể nào mình lên mình nói sai sự thật hay là cái gì đâu, nhiều khi nói chơi chơi thôi cả nhà, thiệt sự luôn á.
nói gì ha, dịch kim một tí thôi là thấy là nó ấy liền à, xấu hổ liền đúng không? Ừ. À, ăn không nổi rồi, để chút ăn hay là anh ăn được nhiêu anh ăn. Cái nữa là mai mốt thí dụ như có vợ mập rồi, bà sẽ ngồi kế bên bà tiết chế mập lại là mập ít ăn lại cả nhà đỡ đó, vợ chồng vậy á, bể thì ông hoài lắm, nhiều khi không biết cứ nói là chắc hồi này nó xạo hay gì mà vợ nó cái thái độ vậy á. Vậy có làm gì đâu đồ đồ hay cái nhà chứ là mập xưa giờ có nhà không biết rồi mấy năm nay rồi. Thôi thì hôm nay như vậy nha cái nhà, ra mắt như vậy cũng cũng gọi là quá ok rồi, bà cũng quá dạn dĩ rồi, hơn mặt mong đợi nhiều á. Nãy giờ anh có review bánh kem nè. Có, nói ngon thôi mà chứ có nói biết nói gì nữa đâu. Thì bánh kem này nhân gì sao? Nhân nho với lại khóm á nha. Mình phải quay ra vậy chứ. Nhân ba. Mình hơi bèn hầy nha, cầm đi. À, nhiều khi quay hai đứa cũng có cái hầy nha. Giống như là mập quên á, cái vợ mập sẽ nhắc. Nè, đó. Cái này thì để coi, mua hỷ lâm môn nha cả nhà. Bánh kem mua hỷ lâm môn nha. Ở đây thì này bánh sữa tươi hả? Bánh sữa tươi ở trên có lớp sô cô la, ở trong thì bánh bông lan 3-4 lớp nè, rồi nhân thì là có nho với lại thơm. Như đây được rồi. Thôi thì hôm nay ra mắt nhiêu đây thôi nha. Hôm sau mình lên mình nấu mấy món ăn, mình ăn cơm á, mình sẽ tâm sự nhiều hơn nữa. Hôm nay chủ yếu là ra mắt cả nhà thôi. Rồi, xong. Đó, thì là cuối clip thì mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ hai vợ chồng mập nha, và cả nhà ví dụ như thấy vợ mập mới lên mới quay clip đầu luôn cả nhà, hồi xưa giờ không tiếp xúc với lại máy quay thì vợ mập quay clip đầu luôn, thì ví dụ như có cái gì mà cả nhà thấy vợ mập thấy không hài lòng vợ mập, rồi thì cả nhà thấy thích vợ mập hay gì đó thì cả nhà cứ nói lên ý kiến của mình để mà hai vợ chồng biết, hai vợ chồng còn cân nhắc lại để hoàn thiện hơn vào những cái clip sau ở nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy vợ mập ok nè, rồi thấy hôm nay vợ mập lên cả nhà thấy nó thú vị hay là gì đó còn bà ấy cũng rung lắm cả nhà đó, nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi, Mộc cũng động viên nhiều lắm, Mộc có kinh nghiệm hơn mà đó, thì Mập mong là cả nhà sẽ góp ý, một cái góp ý của cả nhà là Mập cảm ơn gấp ngàn gấp vạn lần luôn với cả nhà đó, nhờ cả nhà mà mấy hoàn thiện càng ngày càng hoàn thiện nên cả nhà cứ góp ý tự nhiên nha đó, thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ hai vợ chồng Mập nha. Rồi em có gì muốn nói không hay là để mấy clip sau nói nhiều hơn? Em sẽ cố gắng tiết chế anh Mập lại, tại vì anh Mập mà nói hơi nhiều hả? Đúng rồi, anh Mập nói nhiều quá. Tại vì có một mình sợ bị trầm á, không gian nó trầm xuống á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bảo muốn xuống rồi đó cả nhà. Ủa chưa xuống hả? Chưa, bây giờ xuống nè.
Cả nhà nhớ comment cho anh Mập Xinh một comment, một like và một share Được biết đề xuất để nhiều người biết tới kênh của anh Mập. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. thôi, bây giờ đừng nói kênh của anh Mập đi, nói kênh vợ chồng mình đi. Ai cả nhà thì hôm nay bả lên đây mà bả nói được vậy là cũng mừng lắm, mà cả nhà tưởng bả lên đây bả ngồi với em ghe chết Mập luôn. Mập cũng cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của hai chồng Mập nha. Và cả nhà nếu mà thấy sự xuất hiện của vợ Mập và thấy hai chồng Mập vui nè thì cho Mập với lại vợ Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ hai chồng Mập để xem những cái clip thú vị kế tiếp nha cả nhà. Còn bây giờ thì hai vợ chồng Mập đã ăn Xong sinh nhật của rồi. Mập xong rồi, hai chồng Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của hai chồng Mập nha. Chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye.